Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 5, chương trình có một số thông tin đáng chú ý. Tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn Hội An Ro nối niềm di sản. Cùng trao cho nhau những nụ cười và cùng ấn tượng tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phổ thông phỏng vấn giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới để tiếp tục thảo luận. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, tối qua Ủy ban nhân dân thành phố Hội An phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Cồn Bắp, chủ đầu tư dự án Hội An Đo cùng các đơn vị hỗ trợ tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn Hội An Đo nối miền di sản. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân dự xem. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn bao gồm 3 chủ đề chính là du ca cổ điển và những pha cách thử nghiệm mới về nhạc Trịnh, lấy cảm hứng từ chủ đề miền di sản, tái hiện dòng chảy từ quá khứ đến tương lai, tạo nên điểm kết nối giá trị bản sắc của Hội An. Đêm nhạc có sự tham dự đặc biệt của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả ái mộ. Xuyên suốt đêm nhạc Trịnh Công Sơn là những bản tình ca gợi nhắc về dòng chảy của ký ức, đậm chất tự tình sâu lắng của âm nhạc Trịnh Công Sơn nếu bước chân người đi. Sân khấu chương trình được dựng tại ngã ba sông, bổ trợ đắc lực cho phần âm nhạc đã tạo nên một không gian cảm thụ nghệ thuật lãng mạn đầy chất thơ của phố cổ Hội An. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đã thu hút hàng ngàn khách du lịch, khán giả ái mộ dòng nhạc Trịnh đến dự xem cổ vũ. Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2022 và quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Hôm qua, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn đã tổ chức lễ khánh thành và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Làng Bến Đền. Làng Bến Đền là một trong 24 làng cũ của vùng đất Gò Nổi, được hình thành từ năm 1306 dưới triều vua Trần Anh Tông. Trong tiến trình mở cõi vào Nam, các bậc tiền nhân định cư, khai cơ lập nghiệp, khai phá đất đai hình thành làng xã. Đền Bến Đền đồng hành với bà con dân làng qua nhiều sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng trong các cuộc kháng chiến. Theo lịch sử Đảng bộ thị xã Điện Bàn, chi bộ Phi Phú được thành lập tại Đền Bến Đền là tiền thân Đảng bộ xã Điện Quang ngày nay, để lãnh đạo phong trào các thôn Bảo An, Phi Phú, Điện Phú và Xuân Đài. Nhiều sự kiện quan trọng được diễn ra tại đây như tuần lễ đồng, tuần lễ vàng, hũ gạo kháng chiến, bình dân học vụ, meeting kêu gọi toàn dân kháng chiến kiên quốc. Đình còn là địa điểm tiếp nhận sơ cứu thương, bệnh binh để chuyển lên tuyến trên. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3674 trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho đình làng Bến Đền. Từ nay, đình sẽ còn là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương đối với các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ tuyến DT609C đến quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, bao gồm đường dẫn và cầu An Bình qua sông Vu Gia. Trong đó, vốn trung ương 440 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 110 tỷ đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, đến cuối tháng 4 năm 2022, nhiều hạng mục công trình đã và đang được các nhà thầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Tại mố cầu chính cầu Bình An nằm trên địa phận thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, không khí lao động ở từng bộ phận luôn được các kỹ sư, công nhân kỹ thuật miệt mài khẩn trương thực hiện theo kế hoạch với sự giám sát chặt chẽ của đơn vị tư vấn. Nhà thầu chia 2 ca lao động, một tổ công nhân kỹ thuật thi công, khoan cọc nhồi, một tổ công nhân xây lắp dầm bê tông dự ứng lực. Từ kinh nghiệm trong thi công cầu đường, chỉ sau 2 tháng khởi công, dự án cầu An Bình đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng thi công đạt hơn 20% kế hoạch đề ra. Cái tiến độ cầu An Bình này thì được khởi công từ 22 tháng 2, đấy, là mới làm mà gọi là mới bắt đầu thi công. Thì đến bây giờ thì được gần 2 tháng thì chúng tôi cũng rất là tập trung rất là cao để hoàn thành sớm cả cái hạng mục cốt lõi của công trình, đặc biệt công trình cầu là cái bộ phận gọi là kết cấu phần dưới là móng trụ cầu.
Thì đến nay chúng tôi cũng hoàn thành được đến 30 tỷ rồi. Đấy, thì với giá trị thì so với hợp đồng thì nó chưa nhiều, nhưng mà những cái hạng mục cốt lõi là chúng tôi đáp ứng tiến độ và vượt tiến độ. Xác định năm 2022 là năm tăng tốc, hoàn thành 50% tiến độ, nên ngay từ những tháng đầu năm, các nhà thầu chủ động tăng cường thêm nhân lực, huy động các trang thiết bị, phương tiện và máy móc thi công hiện đại nhất, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt trong suốt quá trình thi công dự án cầu An Bình, lực lượng kỹ sư giàu kinh nghiệm của chủ đầu tư cũng như các đơn vị tư vấn giám sát luôn có mặt để đảm bảo cho các hạng mục công trình được thi công theo đúng biện pháp kỹ thuật, được phê duyệt, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật cũng như vệ sinh an toàn lao động. Thì ngoài các cái chế độ về theo thỏa thuận hợp đồng lao động thì công ty thì cũng có một cái quỹ phúc lợi xã hội. Thì để thứ nhất là những cái lúc mà đã hoàn thành những công trình thì chúng tôi tổ chức những cái tiệc liên hoan, rồi là lâu lâu thì chúng tôi tổ chức cho công nhân đi tham quan. Theo thiết kế kỹ thuật, dự án bao gồm xây dựng đường nối từ km 7 250 tuyến DT609C thuộc địa phận xã Đại Minh đến km 42 tuyến quốc lộ 14B thuộc địa phận xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, có chiều dài 3,9 km. Trong đó thiết kế đường giao thông cấp 4 đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/h. Riêng cầu An Bình dài hơn 1.000m, rộng 9m, xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu và bê tông dự ứng lực. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp 2, được triển khai thi công trong 3 năm đến cuối năm 2024, hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần đáng kể cho giao thông đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, một trong các hoạt động khởi động chuỗi sự kiện quảng bá du lịch huyện Tây Giang gắn với chào mừng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Giang vừa tổ chức chương trình ẩm thực cơ tu Tây Giang. Chương trình ẩm thực trong đợt này có hai loại, gồm ẩm thực cơ tu và ẩm thực các loại. Riêng ẩm thực cơ tu có các loại ẩm thực truyền thống như cơm lam, bánh sừng trâu, thịt khô gác bếp, ốc đá nấu với sắn khô, ốc nấu bí đỏ, món dơ xá, cá liên khô, lá sắn, canh củ sắn. Đây là những món ăn độc lạ của người cơ tu muốn quảng bá khi du khách đến Tây Giang vui chơi, thưởng thức. Tham gia chương trình ẩm thực có 8 gian hàng, trong đó có 4 gian hàng ẩm thực cơ tu và 4 gian hàng ẩm thực khác. Hiện nay, do xu hướng gia nhập, các bạn trẻ đi làm ăn xa hay có điều kiện nên các món ăn cơ tu ít được sử dụng hơn. Một phần do bà con còn e ngại chưa mạnh dạn quảng bá, giới thiệu với du khách các món ăn của mình. Hôm qua tại công viên Kazik số 138 đường Trần Phú, thành phố Hội An, tác giả Nguyễn Lương Hiệu phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An tổ chức giới thiệu sách và triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề Thông dong Hội An. Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Lương Hiệu là bài thơ ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt ngẫu hứng trong những khoảnh khắc của sự vật. Đây là lần thứ hai tác giả Nguyễn Lương Hiệu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chọn Hội An làm nơi tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật và sau triển lãm luôn dành tặng những tác phẩm giá trị cho thành phố. Triển lãm lần này với 20 tác phẩm ảnh nghệ thuật cùng các tập sách, tác phẩm thơ, nhạc về Hội An. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Tuần Văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An với chủ đề Đêm phố hội giữa lòng xứ Thanh đã và đang thu hút hàng ngàn du khách, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa để chiêm ngưỡng hòa mình vào không khí, cảnh quan văn hóa đặc sắc của hai vùng miền. Lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 25 tháng 4, thêm một lần nữa khẳng định nghĩa tình son sắt thủy chung giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An sau 61 năm thực hiện chủ trương kết nghĩa các địa phương giữa hai miền Nam Bắc. Ngay sau lễ khai mạc, người dân và du khách đã chứng kiến lễ khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An, món quà mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hội An dành tặng cho thành phố Thanh Hóa. Phiên bản có diện tích 980m2, gồm 15 căn nhà gỗ, trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng được lựa chọn từ kiến trúc nhà cổ tiêu biểu của tuyến phố Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai tại khu phố cổ Hội An.
tinh thần của mọi người tôi thấy là rất vui vẻ phấn khởi, và là cái nơi tổ chức nơi công viên này thì đã làm cái nơi sinh hoạt cộng đồng từ già chứ trẻ đây đi, là tôi thấy là rất là vui vẻ và nó làm gắn kết với tình người lại. Trong tuần văn hóa, người dân và du khách được tham quan triển lãm ảnh truyền thống lịch sử văn hóa của thành phố Thanh Hóa và Hội An, thưởng thức nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật kết hợp trình diễn trang phục Hội An sắc màu hội tụ, trang phục dân tộc xứ Thanh. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng, không gian ẩm thực. Năm nay là 61 năm ngày kết nghĩa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An. Thì trong suốt 64 năm qua, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình thống nhất, xây dựng, phát triển quê hương đất nước, thì cả hai thành phố đều đã rất cố gắng và đều xứng đáng với niềm tin của nhân dân, của Đảng đối với hai thành phố. Trong suốt thời gian qua thì cả hai thành phố đều rất quan tâm, chú trọng, trân trọng cái tình cảm kết nghĩa và thường xuyên có những cái sự trao đổi về văn hóa, về kinh tế, làm cao dày thêm cái tình cảm kết nghĩa của hai thành phố. Và có thể nói rằng cái tình cảm kết nghĩa của hai thành phố, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai thành phố là cái tình cảm kết nghĩa mẫu mực về cái sự kết nghĩa của hai địa phương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức tọa đàm quảng bá kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương. Chính quyền và các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh, liên kết để quảng bá, hợp tác xúc tiến du lịch nội địa trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cũng đã tham quan một số điểm di tích tại Hàm Rồng và trải nghiệm tuyến ngược xuôi sông Mã. Trong tương lai là ngoài cái việc thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, thì chúng tôi cũng hướng đến tạo điều kiện để hỗ trợ cho nhau cùng phát triển, hướng đến tương lai. Thì sắp tới là hai bên sẽ đi khảo sát, nhất là phía Hội An sẽ tổ chức những cái đoàn đi khảo sát để tổ chức những cái tour du lịch, rồi tăng cường giao lưu nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội, rồi các doanh nghiệp để thắt chặt hơn nữa những cái mối quan hệ, kể cả hợp tác kinh tế lẫn phát triển trong những lĩnh vực khác, rồi trao đổi về các cái loại hình văn hóa nghệ thuật để giúp nhau mang cái bản sắc văn hóa của từng vùng miền giới thiệu công chúng của lẫn nhau. Tuần Văn hóa Thành phố Hội An, Thành phố Thanh Hóa năm 2022 diễn ra đến ngày 1 tháng 5, khẳng định tình cảm gắn bó son sắt thủy chung giữa hai thành phố. Đây là sự kiện giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo, kỷ niệm 61 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An 1961-2022 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức. Thưa quý vị, chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng với học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023 sẽ có thêm học sinh các khối lớp 3, 7 và lớp 10 được học sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Việc lựa chọn sách giáo khoa mới đang được nhiều trường triển khai để sớm chọn ra bộ sách hoàn chỉnh cho trường mình giảng dạy cho năm học sắp tới. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam, năm học 2022-2023 sẽ là có 3 khối lớp lần đầu tiên sử dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đó là lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Trong đó, lớp 10 là khối lớp lần đầu tiên của bậc trung học phổ thông. Vậy xin ông cho biết đến thời điểm này, việc lựa chọn sách giáo khoa được triển khai như thế nào? Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tổ chức thực hiện chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đã thành công cho cả lớp 3, lớp 7, lớp 10. Hiện nay thì sở đã trình Ủy ban dân tỉnh ra quyết định công bố cái danh mục sách giáo khoa cho lớp 3 tại quyết định 838 ngày 30 tháng 3 năm 2022. Còn các danh mục của sách
lớp 7 và lớp 10 thì đang trình Ủy ban tỉnh và nay mai sẽ có quyết định phê duyệt. Vậy thưa ông có thể cho biết rõ hơn về quy trình lựa chọn sách giáo khoa và việc thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh được thực hiện như thế nào? Và tỉnh mình có cách làm gì mới sáng tạo so với thông tư 25 của Bộ Giáo dục Đào tạo hay không? Quy trình lựa chọn sách giáo khoa thì làm theo quy định của thông tư 25 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trước hết là các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa. Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức họp với lãnh đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, rồi tổ trưởng các tổ chuyên môn và đại diện của ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp tục thảo luận, nhận xét, đánh giá và chọn các bộ sách giáo khoa, đề xuất chọn các bộ sách giáo khoa. Trên cơ sở đó thì báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo với các bộ sách cho lớp 7, cho lớp 10 và báo cáo về Phòng Giáo dục Đào tạo cho các bộ sách đề xuất lựa chọn cho lớp 3 và lớp 7. Trên cơ sở đề xuất của các cơ sở giáo dục phổ thông thì Phòng Giáo dục Đào tạo ở các huyện thị thành phố tổng hợp các cái bộ sách mà cơ sở đề xuất lựa chọn báo cáo về cho Sở Giáo dục Đào tạo, và Sở Giáo dục Đào tạo tổng hợp các cái bộ sách mà từ cơ sở đã lựa chọn, đề xuất lựa chọn và chuyển cho các cái hội đồng chọn sách giáo khoa do Ủy ban dân tỉnh thành lập. Và chúng tôi đã tổ chức cho các hội đồng chọn sách giáo khoa của tỉnh dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá, nhận xét từng các bộ sách giáo khoa và tổ chức họp tiếp tục thảo luận, đánh giá và tổ chức bỏ phiếu kín để chọn các bộ sách giáo khoa theo nguyên tắc là mỗi môn học thì chọn một hoặc một số bộ sách giáo khoa, và các bộ sách mà được chọn đó là phải có trên 1/2 số thành viên trong hội đồng là bỏ phiếu lựa chọn. Thưa ông, những năm học trước thì trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa mới, gây băn khoăn cho học sinh cũng như phụ huynh. Vậy Sở Giáo dục Đào tạo đã có giải pháp gì để năm học tới này không còn diễn ra tình trạng đó nữa không ạ? Trước hết là phải làm sớm và trình Ủy ban dân tỉnh ra quyết định chọn sách giáo khoa và công bố sớm cho các cơ sở, cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cho giáo viên, học sinh, phụ huynh và cả xã hội biết được việc này, nhận thức đúng cái việc này, tầm quan trọng của việc này để tổ chức mua sách giáo khoa ở các cái nhà cung ứng sách, ở các cái nhà xuất bản để cho học sinh có đủ sách và có đủ sách để học tập. Đồng thời đó là yêu cầu các cái nhà xuất bản, các cái đơn vị cung ứng sách tổ chức cung ứng sách cơ sở đến tận ở các nhà trường, ở các cơ sở giáo dục phổ thông để cho các em học sinh và phụ huynh có điều kiện tiếp cận và mua sách. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.